Vâng, em Vũ Duy Auto xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Auto. Và trong buổi trưa nắng ngày hôm nay, ngày 31 tháng 5, em lại mới nhập về cửa hàng một chiếc xe Vios bản Limon nâng e. Một chiếc xe bản thiếu nha quý vị nhá. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp luôn, một mẫu xe nồi đồng cối đá thương hiệu Việt Nam Vios e. Sản xuất năm 2011. Chiếc xe này đăng ký 5 chỗ ngồi, form dáng rất là đẹp, bản sedan. Một chiếc xe sử dụng máy xăng 1.5 số sàn, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Và với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 5,5 đến 7,5 lít. Đây một mẫu lựa chọn lý tưởng cho những ai gia đình điều kiện kinh tế vừa phải. Vâng, chỉ với giá thành chỉ có... À con này để em xem nào. Con này... 230 triệu đồng. Vâng. Chỉ có 230 triệu đồng thôi mà được mua được một chiếc Toyota Vios bản Limon nâng e. Quá là rẻ rồi. Vâng, một chiếc xe khá là đẹp, nội thất sơn si là bóng lộn luôn. Và tại Vũ Duy Auto, chiếc xe này mới nhập về cửa hàng. Vâng. Đây mọi người nhìn này. Đây chính là phần màn hình 4K giải trí kiêm camera lùi. Vâng, xem thử xem có lùi hay chưa nhé. Vâng, đây, camera lùi đây. Vâng, các chức năng hoạt động bình thường. Và thưa quý vị các bạn, trời nắng ngoài trời là hơn 40 độ. Thế nhưng mà em ngồi trong xe này rất là thoải mái luôn, cực kỳ mát vì con này điều hòa mát rượi luôn. Vâng, với cái điều hòa mát như thế này quá ngon rồi. Đi mùa hè thì tuyệt vời. Nội thất thơm tho mùi mới. Và thưa quý vị các bạn, giá có 230 triệu đồng mà mua được một chiếc sedan lại còn form dáng đẹp, kiểu dáng đẹp thì không có lý gì mà không nhanh tay đến alo cho Vũ Duy Auto qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869158926. Cửa hàng em ở chợ ô tô Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Và nhớ gọi cho em, đừng gọi cho ai cả, vì là em, xe của em. Đấy, bây giờ thì em sẽ đi chi tiết về ngoại quan chiếc xe này. Còn nội thất thì nói thật với quý vị và các bạn, ngon luôn. Vâng, chiếc xe mới đi được có 17 vạn thôi, gần 18 vạn. Đi cũng tương đối khá là vừa. Và máy móc thì vẫn còn êm. Ngồi như này máy rất êm luôn. Vòng tua có 800 vòng trên phút thôi nhé. Và mức tiêu thụ nhiên liệu như thế này, nếu mà có chạy không tải cả ngày cũng không hết bình. Vâng, mọi người thực sự là yên tâm. Và bây giờ thì ta đi thử một vòng. Sau đó thì ta ra cái chỗ quay phim trường để quay luôn cái chiếc xe này cho mọi người cùng xem nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đầu tiên em giới thiệu luôn về nội thất chiếc xe này. Chiếc xe được trang bị màn hình 4K, giải trí rất là ok. Tiếp theo là côn số, thì côn thì khá là vừa và số thì ngọt vào rất là nhẹ nhàng luôn. Ô chết, rơi cả màn hình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhanh quá rơi cả màn hình luôn. Vâng, ta lại tiếp tục. Điều cảm nhận đầu tiên của em là côn số khá ngọt, vào êm. Máy thì khá là êm chất, không có hiện tượng căng máy. Con này thì bốn kính của chiếc xe là chưa được dán phim cách nhiệt nhé. Tóm lại là thêm cả hai kính trước sau đi, chưa được dán phim cách nhiệt. Vâng, em đi luôn vào cái đoạn phim trường này với cái giải điệp vàng rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì em sẽ dừng lại tại đây và giới thiệu qua quý vị các bạn chiếc xe Limo này nâng e nhá. Limo nâng e, vâng, giá quá mềm cho những gia đình vừa phải, có điều kiện vừa phải. Mới đi được có 18 vạn, quá tiết kiệm mà với giá thành như thế này mua được chiếc xe tuyệt vời như thế này. Có lý gì mà không đến xem xe. Vâng. Và đây thưa quý vị các bạn, mọi người có thể nhìn qua ngoại quan này. Đầu tiên là phần táp lô này. Táp lô sạch sẽ luôn này. Tay vô lăng thì con này thì vô lăng do bản Limo nên là không có túi khí nhá mọi người nhá. Không có túi khí cho người lái cũng như người ngồi bên cạnh. Màn hình hiển thị 4K thì có rất nhiều chức năng kết hợp định vị, các cái chức năng full luôn. Vâng, định vị rồi ảnh rồi camera hành trình rồi điều hòa thì con này mát rượi luôn, đảm bảo cho quý vị mát sâu luôn ạ. Điều hòa cực kỳ mát. Bốn kính thì vẫn còn là kính zin nhá, ghế da zin đẹp, da đẹp luôn. Nội thất ghế da tương đối khá là đẹp ạ, đồng đều đấy. Nội thất ghế da khá là ổn luôn. Vâng, đấy em ngồi này không gian rộng rãi thoải mái luôn đấy, mọi người có thể nhìn cùng em này đấy, rất là rộng rãi thoải mái luôn. Đấy. Không gian rất là rộng rãi. Đấy. Ghế ngồi thoải mái luôn. Đấy. Chân nỉ khá là sạch sẽ nhá quý vị nhá. Chân nỉ sạch sẽ này. Đấy, chân nỉ sạch sẽ đẹp đẽ luôn.
ghế da zin đẹp. Vâng. Đấy, và bây giờ thì em sẽ đi ra bên ngoài để quay cái chi tiết của chiếc xe này. Vâng, thưa quý vị các bạn, trước mắt quý vị các bạn đang là chiếc Toyota Vios bản limo nâng e. Vâng, một bản thiếu của hãng Vios. Vâng, thưa quý vị, dòng xe Vios là một dòng xe thịnh hành đối với thị trường của Việt Nam. Một chiếc xe phân khúc sedan cỡ nhỏ, hatchback, sedan dòng C, B. Và thưa quý vị các bạn, con này thì đã có xi nhan kết hợp trên tay gương, gương kính cụp xòe, gương kính chỉnh điện này. Lốp sử dụng vành la răng đa chấu và la răng thì tương đối khá là mới. Lốp láp thì vẫn còn đi được khoảng 2 năm nữa. Lốp 185 tỷ lệ 60, vành 15. Vâng, và thưa quý vị các bạn, lốp này là 2017 nhá, vẫn giữ được này quá tuyệt vời rồi. Sơn xi toàn bộ xe thì tuyệt vời và cua lốp thì tương đối khá là ổn. Cánh cửa thì đóng mở êm khít, con này thì không có vè mưa, cánh cửa zin luôn. Vâng, tay nắm cửa sơn xi đồng đều luôn nhé quý vị nhé. Sơn xi rất là đồng đều đẹp luôn. Và đặc biệt là phần tapi cánh cửa này, mọi người nhìn cùng em này, tapi cánh cửa thì sạch sẽ này, đẹp đẽ này. Và các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Ồ, sắp mưa rồi. Vâng, nói chung là dời mưa dời nắng cũng chả sợ, có xe rồi thì mình ngồi ở trong xe thì rất là yên tâm. Keo chỉ đẹp luôn, sơn lại toàn bộ gì nhá quý vị nhá. Con xe này thì sơn lại toàn bộ rồi. Quá sung sướng khi mà một chiếc xe 10 năm mà mình sơn lại toàn bộ. Đã mua thì sơn lại toàn bộ rồi thì đã đỡ không phải mất cái công mà đi sơn lại. Còn đương nhiên là xe nào cũng vậy thôi. Trong quá trình sử dụng 10 năm thì chắc chắn là không thể tránh khỏi những cái phai mờ theo thời gian. Nếu mình mua những cái chiếc xe này về thì nó sẽ thực sự là yên tâm. Con này thì không có khoan đục gì đâu mọi người nhá. Không taxi dịch vụ. Vâng, đấy rất là đẹp luôn. Con này limo nâng e. Vâng, đấy keo chỉ này, keo chỉ cũng khá là ổn luôn. Vâng, nội thất ghế da trần nỉ, ghế da màu đen. Và đây, ở không gian đằng sau, nói chung là với một chiếc xe 230 triệu thì đây là một lựa chọn cũng khá là tuyệt vời. Vâng, trần nỉ sạch sẽ, đẹp đẽ, không gian nội thất rộng rãi, thoải mái. Vâng, này, limo nâng e. Con này thì bên em đã rút hồ sơ rồi, có camera lùi này. Vâng, bên em rút hồ sơ rồi nên là mọi người về chỉ có việc là sang tên bấm biển thôi, rất là tiện lợi, chỉ mất thêm có vài triệu thôi mà được chính tên chính chủ luôn nhé quý vị nhé. Chính tên chính chủ mình luôn. Con này thì mở cốp đây. Vâng, chính tên chính chủ một chiếc xe quá là đẹp, phân khúc sedan này tuyệt vời này. À, đấy, thưa quý vị các bạn. Ôi, cái cốp này hơi chặt đồ luôn. Vâng, và thôi, ta chả thèm nhìn nữa. Cái này cốp thì rất là rộng, cái dòng này cốp rất là rộng, đèn đóm này đầy đủ luôn. Vâng, chiếc xe mới nhập về cửa hàng và giá chỉ có 230 triệu thôi. Quá là rẻ. Vâng, lốp láp thì mới, vành mới, phanh đĩa trên hai bánh trước, phanh tăng chống đằng sau. Và chiếc xe này thì sử dụng phanh ABS an toàn. Vâng, đi lại thì thuận tiện. Tapi, ráp lô các thứ sạch sẽ luôn, đẹp đẽ. Vâng, đấy mọi người có thể nhìn ạ. Nội thất bên trong cũng khá là ổn luôn. Con này vừa nay bị khóa bên trong nên mở không được. Đây. Vâng, đấy mọi người nhìn nhá, không gian nội thất rất là sạch sẽ, tapi sạch sẽ luôn này. Đấy, tapi sạch sẽ, rộng rãi, thoải mái, không gian nội thất ghế da màu đen, trần nỉ màu xám. Đấy, cái dụng cụ thiết bị quay phim của em nó còn dụng rồi kìa. Vâng, đấy, tapi sạch sẽ, keo chỉ đẹp. Nói chung là một mẫu xe khá là lý tưởng. Vâng, bây giờ thì em sẽ đi khởi động động cơ để cùng quý vị các bạn xem khoang động cơ như thế nào. Đấy, động cơ đã phát nổ ngay. Con cái dòng Vios này có một cái điểm buồn là cái mặt thông số kỹ thuật nó lại nằm bên này. Em cũng không thích cái vụ này lắm. Vâng, nói chung là một điểm trừ. Vâng, lốp láp bên này cũng tương đối khá là cũ theo thời gian rồi, cũng vẫn còn đi được 2 năm nữa. Cua lốp khá là đẹp, cua lốp thì làm lại rồi, khá là đẹp luôn. Sơn xi ổn, sơn xi con này thì đẹp toàn bộ luôn vì sơn lại. Vâng, sơn lại rồi thì chả tội gì không mua, mua nhanh không mất hết hình luôn xe đấy. Vâng, ôi máy móc qua máy thì sạch sẽ đấy. Vâng. Vâng, thưa quý vị các bạn, đây chính là khoang động cơ của chiếc xe. Mọi người hãy cùng em nhìn kỹ nhá. Đầu tiên là động cơ chạy rất là êm, không có rung lắc này, thế là rất là tốt rồi. Vâng, các cái ốc ác thì mọi người cùng nhìn với em, ốc chưa ra, con này chưa tháo mở. Có một phần nắp dàn cò là có tháo ra rồi, có bảo dưỡng định kỳ và tháo ra rồi. Còn đâu thì toàn bộ máy là chưa có vấn đề gì. Máy móc thì không có dầu mỡ. Nhìn qua ngoại quan máy móc không dầu mỡ thế là tuyệt rồi.
Vâng, còn khung răng thì sao? Khung răng ổn này. Khung răng đều, ở thẳng căng luôn. Rất là đẹp. Vâng. Nói chung là khung răng cũng rất là ổn luôn. Keo chỉ cánh này thì sơn lại nhưng mà không phải là chảy lại. Thế là quá tuyệt rồi. Con này không đâm va. Vâng. Bầu đèn cũng tương đối khá là sáng. Bầu đèn, ôi trời, sắp mưa rồi, sung sướng rồi. Có xe đi lại thế này là quá thuận tiện rồi. Đấy, mặt ca lăng thì logo TOTA nổi bật lên luôn của chiếc xe. Đấy, vâng, một chiếc xe chưa có biển. Về mọi người mua cái bọn em sẽ sang tên bấm biển luôn. Rất là nhàn hạ, rất là nhẹ nhàng. Vâng, và đây, tem nhãn đầy đủ. Con này thì sử dụng khí ga 134 theo các cái dòng xe. Thì khí ga này nó thân thiện với môi trường và cũng là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, em đang đi tìm một cái thiết bị rất là quan trọng. Đây là tần số đấy. Vâng, tần số phun. Thiết bị rất là quan trọng của chiếc xe này. Vâng, tóm lại chắc là hình như là không nhìn thấy rồi. Cái thiết bị này là không nhìn thấy rồi. Vâng, bản limo lên là không có. Vâng, đó là phanh ABS. Vâng, con này thì không có phanh ABS nữa nhé. Nói chung là một chiếc xe được như thế này là quá tuyệt vời. Xem đến phần gầm bệ sao. Mình xem kiểm tra phần gầm bệ nhé. Ô, gầm bệ khô. Gầm bệ khô luôn quý vị ạ. Và khô ráo sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Gầm bệ khá là khô. Gầm bệ khô. Chưa mục vọt, nói chung là bẩn thôi. Theo thời gian thôi, chứ không mục vọt. Vâng, một chiếc xe khá là ổn. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì Vũ Duy Auto cũng đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc TOTA Vios bản limo nâng e. Rất là đẹp luôn, sơn xi lại toàn bộ rồi, máy móc rất là đẹp, chạy cực êm, điều hòa cực mát, đã có màn hình 4K kết hợp camera hành trình, camera lùi, 4 lốp mới tinh, vành la răng mới, còn lốp thì cũ theo thời gian, cũng đi được 2 năm rồi. Vâng, một chiếc xe đi có 17 vạn hơn thôi. Vậy những ai quan tâm đến mẫu xe này thì nhanh tay điện thoại cho Vũ Duy Auto để nhanh chóng sở hữu một chiếc xe sedan, phân khúc sedan, phân khúc hạng B. Rất là đẹp, rất là nhỏ gọn này. Vâng, em Vũ Duy Auto xin chào tạm biệt quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Và chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe đẹp nhé. Vâng, xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại.